Cảm ơn tiếng hát của chú Trầm đã đến với sân khấu tình yêu rất là nhiều với một ca khúc anh khác hay em khác, quá là tuyệt vời ạ. Vâng, và xin cảm ơn những tràng pháo tay của mọi người để dành tặng cho tiếng hát tuyệt vời của chú Trầm. Ngay bây giờ để tiếp tục với chương trình, xin mời mình cùng đến với tiếng hát anh ruột của chú rể. Và xin mời tiếng hát của anh Vũ ạ.